Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh có cường độ suy yếu dần nhưng nó vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc phía Đông. Vì thế mà ở phía Đông Bắc Bộ, thời tiết vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, sương mù và sương mù nhẹ vùng ven biển, vẫn có mưa nhỏ rải rác. Đến trưa và chiều nay trời giảm mây, vùng nắng ráo sẽ mở rộng từ phía Tây Bắc Bộ sang khu vực các tỉnh và cả thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động trong ngưỡng từ 25 cho tới 27 độ. Trong khi tại khu vực các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 23 cho tới 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và cả Ninh Bình, trời nhiều mây và hầu như không có nắng, nên nhiệt độ chỉ duy trì trong ngưỡng từ 21 cho tới 22 độ. Theo dự báo, từ khoảng đêm ngày 28, sáng ngày 29 tháng 1, khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh. Sau đó thì không khí lạnh tiếp tục được bổ sung dồn dập xuống, nên dịp Tết Nguyên đán, các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, phía Đông Bắc Bộ có mưa, nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ ở mức thấp, có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, với nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Đến với khu vực miền Trung, sáng sớm nay ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa, vẫn còn duy trì tình trạng nhiều mây, mưa vài nơi và đáng chú ý hơn cả là hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện. Đến trưa và chiều nay trời giảm mây, vùng nắng ráo sẽ mở rộng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động trong ngưỡng từ 24 cho tới 27 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận duy trì mức nhiệt từ 28 tới 31 độ. Cũng từ ngày 29 tháng 1, do tác động của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc miền Trung sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động trong mức từ 13 tới 18 độ, trời chuyển rét. Trong khi đó, tại phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì ổn định. Ngày nắng ráo với mức nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động từ 30 tới 31 độ. Cục bộ có nơi có nhiệt độ cao từ 32 cho tới 34 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cũng dao động từ 33 cho tới 34 độ. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng, do điều kiện địa hình, nên trời vẫn ở ngưỡng rét về đêm và sáng tại các tỉnh thành Tây Nguyên.